Dạ, xin kính chào quý cô chú và các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Thượng Nguyễn, kênh An Giang Ngày Nay. Hôm nay cũng có cái sự thông báo của anh Chiến ở Châu Phú đó các bạn, để giao lưu với quý bà con và các bạn những cái cây mai tàn chơi Tết rất là đẹp của anh. Thì mình mời quý cô chú và các bạn cùng giao lưu với anh Chiến Châu Phú nha. Rồi, xin chào anh Chiến ơi. Dạ, chào anh. À, hôm nay nghe Chiến thông báo là giới thiệu cho bà con cô bác những cái cây mai tàn chơi Tết rất là đẹp của mình đó. Dạ. Thì Chiến chào bà con và giới thiệu luôn nha. Dạ, xin kính chào quý cô chú và anh chị. Năm mới chúc quý cô chú và anh chị đón xuân an lành và hạnh phúc. Rồi. Bên người thân và gia đình của mình. Rồi. Hôm nay em có về 4 cây. Rồi. 4 cây này chơi Tết hết. Chơi Tết ha. Về 2 bữa rồi. Vừa về Tết luôn ha. Dạ. Ừ. Còn 3 cây kia là mới về hồi đêm hôm. Mới về luôn. Rồi. Là cá chưa kịp. Rồi. Vậy là mình mời Chiến giới thiệu cái cây đầu tiên. Dạ, đầu tiên là cây thứ nhất là cây mai tàng lớn. Mai tàng lớn ha. Dạ, dạ. Rồi bây giờ mình ghi cây tổng này, cây tàng tàng đa. Rồi, bây giờ Chiến với mình ghi tổng thể, bắt đầu Chiến giới thiệu ha. Dạ, dạ, dạ. Đây mình ghi tổng thể cho bà con chú bác xem cái dáng cây nữa nè bà con chú bác ơi. Đây tổng thể cái cây nha bà con. Đó, mình đi cái xa xa, cái khoảng cách cũng khoảng cỡ 10 thước, mười mấy thước đó bà con. Đó mình ghi lại cái tàn cây nè. Rất là đẹp luôn bà con chú bác ơi. Đó, chơi Tết luôn nha bà con. Chiến là chuyên sưu tầm những cái cây mai tàn đẹp, xuất sắc cho bà con giao lưu. Rồi bây giờ mình sẽ chi tiết lại để Chiến giới thiệu cái cây mai tàn của Chiến nha. Rồi Chiến giới thiệu Chiến ơi. Dạ, cái mai này chủ nhà nói là bông cũng khá. Bông đẹp ha. Dạ, nhưng mình không có chắc chắn được. Tại vì cái người bán lúc nào cũng nói là bông đẹp. Đúng rồi. Cháu nó không biết thiệt. Rồi bây giờ mình chi tiết chi cạnh đó nè bà con ơi. Cái đít đỏ đó. Đó rất là đều cây nha bà con. Đó mình ghi xuống dưới từ từ cho bà con hình dung nè. Đó, cho bà con dễ giao lưu nè. Một thân gốc nhọn lên luôn. Đây một cốt nha bà con ơi. Một cốt mà nó rất là chắc lực lưỡng luôn bà con ơi. Đó cho bà con xem nè. Cái cây mai tàng mà đế mà thiên nhiên vậy là nó nói chung là theo nhân cháu thấy là đẹp lắm. Cái đế này rất là chắc nha. Thiên nhiên rất là đẹp luôn mà đều nữa nha. Rồi đây bà con xem nè, cận cảnh cho bà con xem nha bà con. Đó rất là đẹp luôn bà con ơi. Bây giờ mình đi một vòng cho bà con coi cái bộ đế đó nha bà con. Cái cây này nó có lỗi nhỏ, chút xong rồi em. Rồi chút xíu mình chỉ cho cô chú và anh chị. Cho cô chú xem. Đó, đây cái bộ đế đây bà con chú bác ơi. Nó rất là đều. Nó chảy đều luôn nha bà con. Đó. Nó bự hơn tầm tay. Đây. Để bự nhất nè. Đúng rồi, đó chút xíu nữa mình lấy thông số cho bà con hình dung nha. Rồi bây giờ mình tổng thể là một lần nữa cho bà con xem cái dáng của em đó nè bà con ơi. Rất là đẹp luôn. Đó mình đứng thiệt xa để mình ghi tổng thể để cho bà con. Đó cái tàn nè, rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ nhờ Chiến lấy cái thông số cho bà con hình dung cái cây mai tàng của mình nha Chiến ơi. Cái cây này nó đít nó nở dốt nhọn, cái cây này cũng khó đôi. Em cháu chung rồi, cứ đo. Là nó vừa thẳng rồi chứ thẳng quá, thẳng quá nó chạy lên nữa. Đúng rồi, đeo đo nhiều vị trí đi cho bà con hình dung ha. Vô như mình đo như này, vừa thẳng lên thì chạy lên thấy không? Rồi. Đo nhẹ nhẹ không có là nó vừa. Thì cứ đo đi, bình thường thôi. Cái đo nhiều vị trí. Cho bà con hình dung. 55 anh. 55 ha, vị trí đến 55 nghe bà con chú bác ơi. Nó dư 55 đó. Đó, rồi nè. Rồi. Để em đo đít. Rồi xích xuống dưới một chút nó cho bà con dễ hình dung. 76 anh. 76 nha bà con chú bác ơi. Chưa. 85. 85 ha. Rồi. Để em đo cái dấu nhọn của cây. Vậy cho ngọn đây có 10 13. Đây từ từ mày. Đây này giót nha bà con chú bác ơi. Ừ. Nó thoát thân lên. Rồi mình đo thoát thân đi cho bà con hình dung nè. 79 anh. 79 ha. Dạ. Rồi rất là đẹp cây luôn bà con chú bác. Để ơi. Đo cái tay cành cho cô chú. Đó, đo cái tay cho bà con hình dung nè. Cái chi. 17 anh. Rồi cốt này 17 nha bà dạ. Con chú bác ơi. Ừ. Bên đây cũng khá đẹp. Đó mình nghĩ là cái cây này rất là đều cây. 17 luôn. 17 ha. Dạ. Rồi. Đây mình ghi tổng thể cho bà con coi với lại là đây là nút là đều hết nha bà con chú bác ơi. Đó, bà con chú bác khỏi lo nút nha. Đây mình lấy nát lại cho bà con coi. Đó, nút rất là đều. Đó, chỉ cành đâu là nút là đều rang hết cho nghe bà con. Để
Rồi bây giờ, Chiến hao hao cái chiều cao nó đi cho bà con hình dung cái chiều cao với cái tàn nó là bà Chiến ơi. Cái này tàn còn thiếu nữa. Rồi đo hình dung cho bà con đi. Nói chung là hao hao đại diện thôi, chứ nhiều khi mình cũng không có chính xác đâu. Tàn mình đâu có đo chính xác được. Đó, đo cho bà con hình dung cái tàn thôi. Cái này 4 mét, tàn ngang là 4 mét rưỡi đó. 4 mét, 4 mét rưỡi ha. Đó. Cái chiều cao. Rồi cái chiều cao nhiêu thông báo cho bà con chú bác giao lưu luôn. Chiều cao bên này có 3 mét. 3 mét ha. Rồi. 3 mét đó bà con chú bác ơi. Ở đây mình ghi chi tiết lại cho bà con xem nè. Nó chi cành nha bà con. Rất là đều luôn. Đây, kiểu dáng cái kiểu dáng của nó là tự nhiên nha bà con, không có chỉnh sửa gì nha. Nó thiên nhiên luôn đó. Này trồng thiên nhiên mà có được bộ đế với thân gốc gì đó. Bộ đế này rất đẹp luôn, chắc chắn luôn bà con ơi. Đây cái bộ đế đây bà con ơi. Rồi em cháu nó cái đây là lỗ nhỏ của cái này là nó có bị thẹo nhỏ. À. Giờ lành nè, con tay nó lành này. À, nó lành nè ha. Hai bên nó kéo sụ, nó sụ nó kéo clip nè. Đó, thì có rồi sao nói vậy cho bà con ha. Đây là thành đá nha. Ờ à, nó đá ha. Dạ đây nó lành này nè. Đó. Nè nó lành này nó. Cái đó cũng như là mình xử lý rồi ha. Cái này em sư khư cho bà cô chú coi là cái thịt đỏ nè. Đó. Nó lành nè. Tại vì chắc chưa thời gian sở nhẹ cái này thôi cho nên mà lành nó mới kéo nè. Ừ. Đó, coi như là có cái gì thì nói cho bà con để bà con biết ha. Rồi bây giờ giờ Chiến đo thêm đi cho bà con hình dung thêm nè. Nãy quỳnh năm mấy hả? Ừ, đúng rồi năm mấy á. Quỳnh nhã nhảy này là tới 62 nè. Đó thì nó dót lên đó bà con ơi, ở dưới thì nó rất là to. Cây này khó đâu quỳnh lắm. Ừ, nó dót lên á. Ừ. Rồi bây giờ Chiến thông báo cái giá giao lưu với bà con cái cây của mình ha. Cái này em cháu giao lưu với cô chú anh chị, cây này 23 triệu. 23 triệu. Dạ. Ship sao thông báo luôn. Ship thương lượng. Thương lượng ha. Dạ. Rồi có nghĩa là mình giao lưu tại vườn ha. Dạ, đó thì quý bà con chú bác có nhu cầu thì cứ liên lạc với Chiến qua cái số điện thoại Chiến cung cấp Chiến ơi. Số điện thoại của em cháu là 0968050228. Rồi. Chiến. Đó Chiến Châu Phú nha bà con chú bác. Nay 36 tuổi. Đó. Khi mấy chú hỏi sao mà mấy tuổi mà dài như vậy. rồi là 36 ha. Đó thì mình có để cái số điện thoại của Chiến bên góc trái của màn hình luôn đó chú bác ơi. Chú bác có quan tâm thì cứ liên lạc với Chiến ha. Dạ cũng mong cô chú anh chị ủng hộ nhiệt tình cho em cháu. Rồi cảm rất cảm ơn ha. Và clip vừa qua cũng ủng hộ Chiến. Rồi. Em cháu cũng nhiệt tình là đem cây lên tới nhà trồng luôn. Rồi đó. Nhà lên phối luôn. Ừ, trồng cho quý bà con luôn ha. Trồng nhà ba sóc luôn. Rồi. Rồi mời Chiến giới thiệu cây số 2 cho bà con nha Chiến ơi. Dạ tiếp tục em cháu giới thiệu với cô chú và anh chị cái số 2. Rồi, giới thiệu luôn. Đế thú. Đế thú ha. Cũng có sụ lên gai. Rồi, cũng là một cái cây mai tàn chơi Tết ha. Đó, thì bây giờ mình tổng thể cho bà con chú bác xem cái cây nào bà con chú bác ơi. Đó, tàn thông nha bà con chú bác ơi, rất là đều cây luôn. Đó, mình lấy xa xa cho bà con hình dung cái cây nè. Đây bà con ơi, chi cành bên trên là rất là đều tay luôn nha. Đó, sữa là rất đều tay luôn. Đây cái thân ở bên trong chi tiết cho bà con chú bác xem ha. Đây. Đây cái bộ đế đây bà con ơi, chi tiết vô cái bộ đế nè. Đó, bộ đế là cái hình thú ha. Nó lên xù. Đó, hình thú lên xù luôn nha bà con chú bác ơi. Đó, bây giờ mình đi một vòng cho bà con chú bác xem cái bộ đế đó nha. Đó, đặng mình dễ hình dung nha bà con chú bác. Đây, bộ đế đây. Rất là quái mà rực lưỡng nha bà con. Rất chắc nha. Mai tàn nó đang búng là bầu to lắm. Ừ, cái bầu là đặc biệt phải lo to ha, để nó dưỡng cái bộ trên. Dạ. Ừ. Đây bà con ơi. Cái bộ đế rất là đẹp luôn, tuyệt chiêu luôn á. Đây, bộ đế đây bà con ơi. Chiến ơi, vô chỉ cho bà con mấy cái nút xù Chiến ơi. Đấy, chỉ mấy cái nút xù cho bà con hình dung nè. Đó, nút xù nghe bà con chú bác. Trên đây có cục xù nè. Đó, đặc biệt là cái cây này là xù nghe bà con. Đây mình để mình ghi sát sát vô cho bà con xem.
Đây chi tiết vô ha. Rồi rồi ấy ra đi mình vô mình ghi cho bà con nè. Đây bà con ơi, những cái chi cành đó nè là nó xù hết nha bà con. Đó, mấy cái nách đó là xù hết nha bà con. Đó, mình ghi cố gắng mình ghi hình chi tiết cho bà con xem cái cây để mà mình giao lưu với bà con chú bác. Đó, chiến xuyên sưu tầm những cái cây mai tàng đẹp cho bà con. Đó, chơi Tết nha bà con. Cái cây này năm sau là biết luôn á. Đây chi tiết một số cái chi tiết cho bà con coi cái mấy cái nút đó nè bà con ơi. Đó, mấy cái nút nó cũng rất là đẹp nha bà con. Đó, nút cũng đều rang đó bà con ơi. Rồi Chiến vô lấy thông số cho bà con hình dung cái cây Chiến ơi. Lấy thông số cái bộ đế nè. Mình để em cháu đo ngay là 42. Rồi cái vị trí đó ha. Dạ. Vị trí đó 42 bà con chú bác ơi. Em cháu đo cái cũ. Rồi xích dưới đi do đo nhiều vị trí đi. Rồi đó nhiều Chiến ơi. 73. 73 ha. Rồi cái có cái đuôi nè để cho cái rồi. Nó tới rồi. 86 nè. Chiều dài 86 ha. À. Chiều dài 86 quý cô chú ơi. Từ miếng này qua đây 86. Ừ. Còn mặt bầu luôn là đo chiều hao là mặt bầu là nhiêu? Lộn mà. Rồi đo lại rồi cho bà con hình dung nè. 81 ha. Dạ. 81 bà con chú bác ơi. Này, rồi đo nè. Nó có đuôi nè. Ờ à, đó cái hình đó là hình thú nha bà con. Ừ, hình thú là đẹp. Ngoài này nó giống tôm nè. Chính con tôm vàng nè. Đúng rồi đó. Hai nó có hai càng nè, càng nè. Đó, đi lên trên nè bà con. Đuôi nè. Đúng rồi. Cái giò nhỏ đó nè. Ừ, cái hình thú rồi mình phải quay như chi tiết cho bà con xem ha. Ừ. Nhìn này giống con tôm. Đúng rồi. Đó, cái thân nó hơi nó xù nha bà con chú bác. Đó, bây giờ mình lấy tổng thể lần nữa cho bà con coi nè. Rồi sẵn đó Chiến lấy chiều cao luôn chứ tàn cho bà con hình dung luôn Chiến ơi. Đó. Cái bầu là mình lấy cho nó rất là nhiều, rất là to nha bà con chú bác. Để nó nuôi cái bộ lá bên trên. Về mình xuống mình chơi Tết luôn đó. Cái cây này 2,5 anh ơi. 2,5 ha. Rồi đo cho bà con hình dung đi. Rồi cái này cao tầm 3m. 3m ha. 3m trên. Rồi chiều cao khoảng 3m nha chú bác ơi. Rồi tàn ngang nhiêu luôn Chiến ơi. Tàn ngang vị trí đó cũng cỡ khoảng 2 thước mấy ha. Đó, vị trí ở dưới nha bà con chú bác. Đó, cái tàn thông vót lên rất đẹp bà con chú bác ơi. Rồi mình tổng thể cho bà con xem nè. Đó. Rồi bây giờ Chiến giao lưu với cái bà con chú bác cái cây số 2 nha Chiến ơi. Cây số 2 này em cháu giao lưu là 20 triệu. 20 triệu ha. Dạ, phí ship thương lượng. Rồi, ship thương lượng luôn, giao lưu tại vườn ha. Dạ, dạ. Đó. Đây mình ghi lại cái nồi đế với lại cái đế cho bà con xem. Rất hai là đẹp cây, luôn. Hai cây bự này cây nào đế cũng khá. Ừ, rất là đẹp luôn. Ừ, cho bà con hình dung lần nữa nè, rất là đẹp. Đều cây bà con ơi. Rồi thông báo lại cho bà con là cái cây số 2 nha. Đây, cái cây số 2 mình đo lại nè. Đo thêm á, đo thêm cho bà con hình dung nè. Một thước 7 mấy. Rồi, 1m7 đi ha. Dạ, 7 đi. Đó, 1m7 đó bà con chú bác ơi. Ừ. Không, cái thằng này cắt ít. Đó, đo thêm đi, đo thêm để bà con dễ hình dung. Ừ. 22 à. Thoát thân 22 ha. Dạ. Ừ. Cây rất là lực lưỡng không bà con ơi. Đó, cái cây này mình ghi thêm lại là cái cây số 2 nha bà con chú bác. Cây này nó đang lên xù bằng. Đó, tàng thông mà xù rất đẹp luôn. Bán cái giá cây thường thôi cho mấy cây xù. Đúng rồi. Đó. Rồi Chiến mời Chiến giới thiệu cây mai số 3 cho bà con nha Chiến ơi. Dạ, tiếp theo cháu giới thiệu cây số 3. Cây số 3 bà con chú bác ơi. Mai tàng chơi Tết nữa. Mai tàng chơi Tết luôn ha. Dạ. Đây bà con ơi, tổng thể cho bà con xem. Cũng là cái cây mai nhỏ hơn tí nhưng mà nó cũng có tàng thông nha bà con chú bác ơi. Đó, dáng em nó cũng rất là đẹp. Đây mình tổng thể lại một lần nữa cho bà con xem. Đó, bây giờ vô chi tiết nha bà con. Đây chi cành nha bà con ơi. Đó, chi cành tổng thể ở trong nè. Đó, mình ghi bộ đế cho bà con xem nè. Đây bộ đế bà con chú bác ơi. Đó, cây này cũng rất là già cây rồi nha bà con chú bác. Đây cái bộ đế cũng rất là quái nha. Đó, nó chảy đều nha bà con chú bác. Đó, mình đi vòng cho bà con xem nè cái bộ đế nè.
báo chuyến sưu tập những cái cây mai tàn cho bà con chơi Tết rất là đẹp. Đây bà con ơi, đó cái bộ đế nó cũng rất là đều nha bà con chú bác. Đây chi cành nè bà con ơi, nút cũng rất là đều tay nha bà con, đó, rất là đều á. Đây bà con xem tổng thể lên nha bà con ơi. Rồi mời Chiến vô lấy thông số cho bà con hình dung cái cây số 3 luôn Chiến ơi. Rồi vị trí đó lấy nhiều cho bà con thông báo bà con luôn nè. Cái đo nhận vị trí này là 32. 32 ha. Dạ. Đó 32 bà con ơi. Do cái tàn nó hơi khuất cho nên là mình đo cho bà con hình dung ha. Rồi thả thước chiều cao luôn Tiến ơi. Chiều cao đó trên 2 mét. Trên 2 thước ha. Dạ. Rồi tàn ngang luôn. Tàn ngang cỡ 1m7, 1m8. Cũng 1m7, 1m8 ha. Đó. Đây bà con ơi. Đấy, cây mai tàn, tàn thông chơi Tết đây. Đấy, cho bà con hình dung lại một lần nữa nha. Dáng em nó nè, cũng rất là đẹp luôn. Đấy, đặc điểm là cái bầu mình lấy rất là to. Đó. Rồi bây giờ Chiến giao lưu cây số 3 cho bà con Chiến ơi. Cây số 3 này em giao lưu cô chú anh chị 3 triệu 7, không bao ship tại vườn. Rồi 3 triệu 7 giao lưu tại vườn ha. Đó, quý bà con nếu mà có nhu cầu xem video á, thì mạnh dạn liên lạc với Chiến. Đó, mình để cái số Chiến Châu Phú ở bờ góc trái màn hình nha bà con chú bác. Cứ mạnh dạn liên lạc để mà tìm hiểu thêm thông tin ha. Đó, thì bây giờ mời Chiến giới thiệu luôn cây số 4 ha. Đây cây số 4 kế bên luôn bà con chú bác ơi. Đây nó cũng là như là một cặp với cây số 3 nha bà con chú bác. Đây đó, rất là đều cây luôn bà con ơi. Đây mình chi tiết cho bà con coi nè. Đây vô cái bộ đế nha bà con. Đó. Đây bộ đế nó cũng tương tự như cái cây số 3. Đó, nhưng mà nó rất là đều cây. Ừ. Đây bộ đế đó bà con ơi. Đây đi vòng cho bà con coi bộ đế đó nè. Bộ đế cũng rất là đều quái luôn. Nó chảy đều nha bà con. Hai cây này nó ná ná giống giống nhau. Ừ, giống như một cặp vậy ha. Đó, cái này mà nếu bà con chú bác nào mà lấy một cặp này mà để trước cửa hai bên là rất đẹp luôn á. Đây bên này cũng rất là đều luôn, bộ đế nha bà con. Ừ. Đó, nút cũng rất là đều nút nha bà con chú bác. Rồi bây giờ mời Chiến vô lấy thông số rồi Chiến ơi, cho bà con hình dung cái cây nè. Rồi cái vị trí vị trí này là ba nhiêu? 33. 33 ha. 37 có lấy 32 thôi. Rồi. Đây là cục sụ nè. Rồi. Cái này mình luôn sụ luôn nè. Rồi bây giờ Chiến lấy chiều cao đi, chiều cao với tàn cho bà con hình dung. Nó cũng tương đồng với cái cây kia. Ừ. Một cặp luôn nha bà con chú bác. Chiều cao 2 mét. Rồi chiều cao 2 mét ha. Tàn chắc cũng cỡ 1 mét mấy, 2 mét luôn ha. Dạ, cỡ 2 mét. Đó. Đây mình... mà cô chú anh chị mua cặp này thì về hạ cái đầu nó xuống chút xíu. Đúng rồi, đây mình ghi tổng thể hai cái cây cho bà con xem nè. Đó nó cũng tương đồng nha bà con chú bác. Đó một cặp đó. Nhưng mà một cặp thì hạ cái đầu nó xuống là nó mang đi nhỏ. Đó. Để mình để đó, ai mua riêng lẻ thì để. Đúng rồi. Rồi bây giờ mời Chiến giao lưu với bà con cái cây số 4 luôn nha. Cây số 4 này cũng là 3 triệu 7. Cũng 3 triệu 7 luôn ha. Không, là không bao phí. Rồi là giao lưu tại vườn luôn đó bà. Dạ, con chú bác ơi. Mua cặp này thì phí có thể là em tiếp cho em cháu tí chút xíu. Rồi đó. Nếu mà bà con chú bác mà chơi được một cặp này á thì Chiến sẽ hỗ trợ ha. Dạ, đó. Đó thì thưa quý bà con và cô bác. Chiến á, thì Chiến Châu Phú An Giang đó bà con. Chuyên sưu tầm những cái cây mai tàn và chơi Tết cho bà con. Thì vừa qua Chiến cũng đã giới thiệu cho quý bà con cô chú giao lưu những cái cây mai tàn chơi Tết đó. Thì nếu mà quý bà con chú bác có cái nhu cầu thì cứ mạnh dạn liên lạc với Chiến ha. Dạ, đó thì Chiến chào bà con luôn Chiến ơi. Dạ, trong buổi làm clip em cháu có đi chịu sơ sức, mong cô chú và anh chị thông cảm và hãy bỏ qua cho em cháu. Rồi em cháu rất mong được cô chú và anh chị ủng hộ cho em cháu. Rồi rất dạ. Cảm ơn Chiến đã giới thiệu cho bà con chú bác ha. Dạ, dạ. Rồi thưa quý bà con á, thì mình cũng đã giới thiệu cho quý bà con chú bác giao lưu với Chiến Châu Phú
đó. Thì trong quá trình xem video đó, thì nếu quý bà con chú bác có cái thắc mắc gì đó, thì cứ comment bên dưới video và đừng quên nhấn cái nút đăng ký và hình chuông bên góc phải để luôn nhận được những cái video mới nhất của mình và chia sẻ những cái cây mai, những cái cây bonsai đẹp cho bà con giao lưu dịp Tết này nha. Đó, xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác ở cái video clip sau nhé.